Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Năm ngoái mình làm một cái nhà, cái chỗ đó là nó đẻ trứng vô thôi. Thì hôm bữa mình có tham khảo cái chỗ nuôi của bạn Trần Lan á, Sang á, nuôi trong cái chuồng rất là nhỏ và trong cái không gian nhỏ thì có thể là tụi nó sẽ đạp mái tốt hơn. Đây là cái clip mà khai mái của năm Quý Mão 2023 ha các bạn ha. Coi như bữa giờ đẻ chắc cũng phải 2-3 chục trứng rồi mà không có trứng nào có cồn hết, tức quá. Nó đi quay làm hốt bùn hốt sình vậy không á. Rồi. Các bạn bỏ rất là ngắn ha, rất là ngắn luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái nhà mới cho bạn Dịch ha. Năm ngoái mình làm một cái nhà, cái chỗ đó là nó đẻ trứng vô thôi. Nhưng mà các bạn biết là mình thả hai bạn Dịch nó đi trong một cái không gian nó rất là rộng, cho nên là nhiều khi nó không có đạp mái nha các bạn. Con vịt, con gà đó thì không có đạp mái thì nó vẫn đẻ ha. Thì con vịt ở nhà này nó đẻ được cũng phải 4-5 lần rồi, nhưng mà không có lần nào có trống hết. Thì hôm bữa mình có tham khảo cái chỗ nuôi của bạn Trần Lan á, Sang á, thì mình thấy là nuôi trong cái chuồng rất là nhỏ, thì trong đó chỉ cần một cái thao nước nhỏ thôi là mấy bạn vịt đó có thể sống sinh hoạt ok rồi. Và trong cái không gian nhỏ thì có thể là tụi nó sẽ đạp mái tốt hơn. Còn giờ mình thả nó đi rộng quá, nó lo đi chơi không à. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái kho này, mình tìm có cái gì để làm giống như cái hồ cho nó hay không. Này như là cái túi thần kỳ của Doraemon vậy đó. Cần tìm gì vô đây có hết nha các bạn. Cái này nó hơi nông ha, giờ lấy cái này đi. Lấy cái này mình đi rửa xong mình làm cái chỗ cho hai bạn vịt bơi. Thì đây là dòng vịt nhỏ con, vịt Hà Lan khô đất, cho nên là nó cũng không có cần nhiều cái không gian lắm. Cái thùng này các bạn biết ở đó mình làm gì không? Thùng này hồi xưa mình làm là mình để nuôi bon python, bon chăn banh á. Thì lúc đó mình đục những cái lỗ này nè, xong rồi mình làm những cái rắc bằng sắt, mình đút vô đút ra mình nuôi bon. Đó, sau này thì mình nuôi, mình cho igu tắm trong này, rùa tắm trong này. Bây giờ mình lại tiếp tục tận dụng nó để làm cái hồ cho mấy bạn vịt ha. Này của lóc anh lóc ha, đó mua cũng mắc tiền lắm á. Nhưng mà bây giờ anh em mà nuôi bon á thì có thể mua và sử dụng luôn những cái sản phẩm của của bạn Thịnh, với bạn Vinh ha. Nó là cái gì TV Rack and gì em quên mất tiêu rồi, Túp and Rack. Cái này gọi là cái túp, nếu mà anh em nuôi bon á thì cái chuồng nuôi này gọi là cái túp. Rồi. Vẫn còn không khí mùa xuân. Đây mình sẽ giới thiệu cái chỗ mà mình tính làm cái chỗ nhà mới cho tụi nó cho các bạn ha. Vô quét dọn đồ. Cái gì? Thôi giờ thả mày ra, mày quậy lắm. Đây mình sẽ tính cho hai bạn vịt vô đây ở. Nó nhỏ gọn hơn, nó vẫn có nắng vô đầy đủ. Và ở trong này nó cũng được che chắn tốt hơn. Cái gì đó gọi là mưa gió đồ này nọ nó cũng đỡ hơn ha. Bây giờ đi kiếm cái chổi. Bữa giờ mọi người thấy là mặc dù nghỉ Tết nhưng mà Nam Ngô Farm là không có nghỉ clip ngày nào luôn ha, làm đầy đủ luôn. Không biết cái chổi cất đâu mất tiêu. Đâu ta? Thôi lấy vào nước xịt luôn đi các bạn. Hello. Giờ tao mở ra tụi bay quậy dữ lắm. Năm nay Nam Ngô Farm sẽ có thêm một vài thành viên gọi là sẽ gia nhập vô Nam Ngô Farm nữa ha, sẽ hỗ trợ công việc. Thì hiện nay là chúng ta đang được xem cái hình ảnh của một thành viên mới, đó là bạn Thành đang quay clip cho chúng ta. Rồi bán nhà anh không? Có mấy cái hình ảnh nào mà cần né đó đất, nhớ dặn né nha. Các bạn biết hồi xưa là đây là cái vườn cây măng cụt. Đây là cái vườn cây măng cụt. Thì cái khoảng không này nè, mình không có tính làm cái chuồng nhỏ vậy đâu. Nhưng mà lúc trước ở đây là cái cây măng cụt. Ở cây măng cụt rất là to lên như thế này, mình làm hai chuồng riêng hai bên thì mới chừa khoảng không này. Đó, thì sau này mình thấy nó cũng đủ rộng rãi để thành một cái chuồng để nuôi một bạn nào đó. Cho nên là mình làm thêm cái cửa. Sắt đầu rỉ sét hết rồi. Anh em coi kênh Nam Ngô Farm á, chắc biết bạn Đức quay phim nhiều rồi đúng không? Đi gặp nhiều rồi. Thì Đức ngày xưa mà lúc mà mới làm với mình là chắc bóc các bạn. Sau một thời gian đi với lại anh da đen ghét cũng đen thờ lùi luôn. Thì chúng ta chuẩn bị sắp có thêm một bạn giống vậy nữa nè. Chân bóc à. Bà chừng tháng sau là thấy cảnh. Sắt cửa sẽ xét hết rồi. Rồi, xúc luôn. Để lát đi lấy cái dây quấn lại. Thôi đây là cái clip mà khai máy của năm Quý Mão 2023 ha các bạn ha. Những cái clip mà trong mùng mà các bạn coi á là những cái ngày cuối năm á là Nam với Đức là đi coi như là chạy show quay để cho đủ clip để gửi đến mọi người trong suốt những cái ngày Tết luôn, chứ không có bỏ lỡ ngày nào hết. Quay xong về hai anh em bệnh luôn các bạn. Hai thằng bệnh từ 27 tây tới bây giờ vẫn còn dư âm. Cũng không phải là bệnh nặng nhưng mà cũng nghẹt mũi đồ, ho, sổ mũi, tà le hết trơn. Đi quay clip với lại Nam Ngô Farm là loại sình loại bùn không à nha Thành nha. Mốt mang dép này nọ thôi. Mang dài đẹp quá lá ướt nhẹp cũng vậy. Trời nó xúc hoài vậy. Rồi kéo luôn cái ống dài này đi. Đấy kìa xúc viết. Mình rất là muốn có bầy vịt con. Hóng hoài luôn á. Hóng hoài luôn mà nó chưa có được. Coi như bữa giờ đẻ chắc cũng phải 2-3 chục trứng này mà không có trứng nào có cồ hết, tức quá. Cho nên là quyết định là phải làm một cái chỗ cho nó hợp lý hơn. Để tụi nó đẻ đái rồi cho nó ngon. Năm nay thì Nam Ngô Farm có rất là nhiều cái dự án mới về những cái nội dung hấp dẫn hơn, lý thú hơn. Mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ha và đồng hành cùng Nam Ngô Farm. Bên này là một cái chuồng của con muối tiêu ngày xưa nè các bạn. Rồi nó thấp quá, nó bị ngập nước quá, mình ở Tết mình sửa một cái góc nhà có cái dư cái đống xà bần để mình đổ đây để từ từ mình lắp luôn, nâng cao cái nền lên. Lúc này nó ngập quá, hồi lúc trước không ngập nha, mà sao càng ngày càng ngập. Các bạn thấy là thời tiết và cái gọi là cái gì ta, cái địa hình, cái tình hình ngập nước đồ á là mỗi năm nó cũng sẽ khác nhau ha. Như ở đất Bình Dương này lúc trước cao lắm, không có bị ngập nước đâu, mà lúc này cũng ngập tùm lum luôn. Và mọi người thấy điều gì lạ không? Mỗi năm á là cỡ trước Noel thì sẽ lạnh, Noel là bắt đầu nóng rồi, nóng dài dài tới bây giờ luôn. Nhưng mà riêng năm nay á là tới giờ này mùng 9 Tết mà sáng nay lạnh quéo luôn, lạnh teo đi luôn. Nên kéo bớt một cái dây ra. Sáng nay trời lạnh quá trời lạnh, cũng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề đẻ trứng đồ của Igu á ha. Năm nay là mình nghĩ là nó sẽ, tại vì tụi nó là cái vấn đề mà sinh đẻ nó sẽ theo cái nhiệt độ, cái chất lượng nó sẽ theo cái nhiệt độ của thời tiết, ảnh hưởng khá nhiều á. Cho nên năm nay mình nghĩ sẽ tỷ lệ đạt nó sẽ không có được cao đâu. Thì để chờ xem dự đoán có đúng không nha. Nó đi quay làm hốt bùn hốt sình vậy không á. Mình sẽ phải khai thông cái lỗ này cho nó rộng rộng chút xíu nữa, cho nó thoát nước tốt hơn. Qua năm mới mọi người có ý tưởng nào hay hay về nội dung thì có thể comment góp ý cho Nam Ngô Farm nha. Có một vài bạn, nói chung là mình thì mình luôn muốn đổi mới, mình muốn khán giả của mình luôn có những cái sự bất ngờ. Thì nói chung nó cũng sẽ gần gần nhau thôi chứ nó không phải là nó lệch hẳn. Nhưng mà mình thì mình muốn khán giả của mình luôn có những cái gì đó thú vị, bất ngờ khi mà mở kênh của mình lên. Cho nên là cái đề tài của mình hiện nay là nó khá là đa dạng. Thì có một số bạn nói là sao em thấy sao giống nó gọi là nó tùm lum tà la quá. Thì mình mới có nói là tại vì bản thân mình là không muốn chỉ đơn thuần là phục vụ cho một cái nhóm nhỏ, mà mình muốn phục vụ cho nhiều cái nhóm khác nhau. Và mình nghĩ như vậy nó mới là đúng đó các bạn. Giờ mình hỏi các bạn nè, các bạn, một số bạn mà yêu thích về bò sát á, thì yêu cầu mình là chỉ làm riêng về bò sát thôi, đừng làm mấy dòng pet khác. Nhưng mà như vậy cũng chưa chắc hay đâu. Ví dụ như những người mà người ta yêu thích bò sát á, ngoài ra người ta cũng có yêu thích những cái dòng khác nữa. Thì người ta coi kênh mình xong người ta sẽ hiểu thêm được những cái dòng khác và ngược lại. Còn ví dụ như bây giờ mà trong một cái kênh của mình mà toàn là những người thích iguana không, thì nó vòng nó có nhiêu đó các bạn, chúng ta đâu có học hỏi thêm được cái gì mới nữa đâu, đúng không? Và ví dụ những anh em mà yêu thích cá biển coi kênh của mình xong lại coi thêm về bò sát, thì những người yêu thích cá biển nó sẽ yêu về bò sát, hoặc là côn trùng cũng sẽ yêu về bò sát, chó mèo ngựa gì đó cũng sẽ yêu về bò sát. Và cứ gọi là yêu thích qua lại như vậy thì nó sẽ gọi là chúng ta sẽ, cái cộng đồng chúng ta sẽ lớn lên, cái cộng bếp nói chung nó sẽ lớn lên. Thì như vậy cái việc gọi là giao lưu trao đổi hay cái gì đó nó cũng sẽ đa dạng hơn, phong phú hơn, đúng không? Các bạn nghĩ coi, giờ trong cái chỗ mà toàn là những người đã biết về cái điều đó sinh hoạt với nhau rồi còn gì đâu thú vị, nó cũng vòng nó có nhiêu đó thôi. Cho nên là chủ trương của mình là cứ phải đi tìm cái mới để tạo nên sự bất ngờ, thú vị, hấp dẫn. Bạn nghe cái giọng của mình nói chuyện là vẫn còn hơi nghẹt á. Chưa có thông. Rồi sơ vậy đi, lát xịt tiếp, xịt đứng đây xịt lâu quá. Ok. Rồi bây giờ mình lấy cái thao vô. Đây. Con vịt thì nó cần người ta ăn vịt thì nó không thể thiếu nước được rồi. Cho nên là cái thao này sẽ là cái chỗ cho nó bơi lội ha. Rồi sẽ có một cái chậu bỏ rơm trong đó để cho nó làm tổ nó đẻ. Đây giờ mình đi qua cái khu của mấy con vịt, lát bắt nó trước cũng mệt đây. Nó bữa đẻ đây nè các bạn, bữa vịt nó đẻ nó ấp ở đây nè thì cũng không có cồ tiếp luôn, thì nó mới đẻ thêm một cái trứng ở đây nữa. Nó đẻ vô đây một cái nữa. Bây giờ mình sẽ khiêng nguyên cái này đi vô trong kia luôn, trong kia nó sẽ mát hơn, có thể vô chổng mình sẽ không cần xài tới tấm này đâu cho nó rộng. Hy vọng là lần này sẽ có cồ. Con bầy vịt con dễ thương lắm các bạn. Vịt con nó đẻ nó đi theo mẹ nó dễ thương. Mà tiếc quá bữa giờ chưa được trứng nào hết. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm bữa anh em nào mà coi cái clip mà mình bị rớt cái ổ trứng rồi á thì mình sẽ lấy cái này ra mình đi khiêng riêng ha, chứ mình không có khiêng chung hai cái vô một chỗ. Hôm bữa mình bị rớt cái ổ trứng là do rớt cái ổ kiến là do mình để cái ổ nhỏ trên cái ổ trên xong mình khiêng đi, nó trơn nó tuột rớt luôn, làm sót quá trời sót. Rồi tạm thời để đây, rồi sẽ khiêng nguyên cái này đi vô trong cái chuồng đó. Rồi cũng nhẹ. Cây này nó bị con chuột nó đào cái hang xong rồi nó ăn cái rễ dưới chết luôn các bạn. Mình sẽ thay cái nè, nguyên cái lỗ chuột đây nè. Đó, tụi nó đào hang sống dưới này nó ăn mất cái rễ chết cây người ta luôn. Thì mình sẽ dọn dẹp cái cây đó rồi đi kiếm một cái cây khác mình sẽ trồng vô cái chỗ đó ha. Chắc mình cũng sẽ kiếm cái gạch để mình kê cái chân này lên cho nó đừng có bị dính nước, nó bị ướt hư. Có thể mình sẽ phải mở cái cửa này luôn á, bỏ cái cửa này đi. Mà giờ dính cứng quá sao bỏ, để trước mắt vậy đi. Rồi bây giờ mình sẽ vô đầy cái thùng nước này rồi mình đi tắt nước chứ để phí. Chỗ này lúc trước cán cái độ dốc không có ok lắm, thế bị động nước. Như đây nó cũng nhảy vô nó bơi ok rồi. Với lại cho hai con bạn vịt vô đây nó cũng an toàn các bạn. Tại vì hai con em ba b nó có cái tính nó hơi xấu là nó chưa có sống hòa đồng với lại những con khác ha, nó gặp vịt nó dí ghê lắm, vịt hoảng loạn luôn. Thôi rồi khỏe dữ. Này để ở này nó Cái đầy nước đi, mình vô đây mình kê. Thank you em Đức, để mình kê. Chắc đủ rồi. À, kiến hả? Rửa cho sạch sạch ha. Bên ba cục. Dơ quá. Ok, gần xong cái nhà rồi. Đức Đức lại tắt cầu dao giùm anh cái Đức. Rồi. Dướng quá nè, cái cửa dướng quá không biết có tháo ra được không. Tháo được gãy luôn á. Được rồi. Này là kiếm đồ cột đây. Ra kia mình lấy cái thau, cái thau gỗ trứng. Ây da, cái cọng dây kẽm. Đây bạn, trứng vịt. À, cái con vịt con này á, là nó không có rẻ nha các bạn, nó nhỏ nhưng mà nó không có rẻ nha, tầm khoảng 3-4 triệu một con vịt con này á. Mà mình đẻ ra mình chỉ mình cũng không có không, mình chỉ muốn có một cái bầy vịt con để nó đi theo bầy cha bầy mẹ cho nó cưng thôi. Cái này phải quyết tâm cho nó đẻ bằng được mới được. Cắt cửa là ghê luôn á ta. Để về dướng quá. Cắt luôn. Để em đâu làm gì đâu. Kiếm cái kéo. Mệt, mới vô làm quá cũng mệt. Rồi. Ok. Xong. Mày để đây luôn đi. Thoáng đãng liền. Rồi cái thau này thì mình sẽ để nó hơi xích vô trong đây chút xíu để cho đừng dướng cửa nè. Mình để nó khúc ngoài quá thì dướng cửa. Để cái khúc này là không bị dướng cửa mà vẫn có nắng vô. Nó vẫn cần phải phơi nắng ha. Rồi. Giờ đi bắt vịt thả vô. Nãy giờ mấy con vịt nó trốn đâu à. Ui. Con nào rớt trên cây ghê vậy. Có một anh tí leo trên cây rớt xuống à. Rớt trong cái thùng á. Này. Bắt tụi này cũng khó nha các bạn. Bắt nó phải giả điên, dòm chỗ khác chụp nó. Chứ mình tiến lại gần nó, dù mình giả bộ mình đang tiến lại gần nó, mình vừa đi vừa nói chuyện với các bạn nè. Sao nó cũng chạy dữ. Bắt nó hơi bị phê á. Rồi nó chui lọt cái lỗ này. Rồi. Con cái này là trứng của con chim cu nè các bạn. Nó đẻ rớt cái đầu rớt xuống à. Uổng không? Được, mình lùa nó vô cái chuồng này để cho dễ bắt. Chết tôi. Đầu năm là chơi bắt dí rồi. Em lùa đầu đó thế thì Đức, anh lùa đầu này. Này hả, này chắc phải kiếm cái bội. Kiếm cái bội. Này, có cái bội. Kiếm bội này phản cảm không ta? Chụp cái bội gà nè để bắt lại á. Ừ. Đây, anh cho qua nhà mới. Các bạn, mỏ rất là ngắn ha. Rất là ngắn luôn, thường. Đối với dòng này thì mỏ càng ngắn càng có giá trị. Từ. Thôi để coi nó đi theo chồng nó không em, chắc nó cũng đi theo chồng nó đó. Cái chị này cái mỏ chị ghê lắm, cái mỏ chị quạt 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 hả. Đây tôi cho cái hồ bơi màu hồng xinh xinh. Đây, cho vô cái hồ bơi màu hồng á, xinh xinh á. Thái liền. Nổi vịt màu trắng lên ha. Giờ thêm cái chị nữ cái nữa. Vô đầu hả em? À em đứng đó đi, em đứng đó đi. Đây. Không sao, vô kia tắm, vô kia có cái hồ bơi vàng vàng. Ê quên, lộn, hồng hồng. Đây, vợ chồng nó lại đoàn tụ trong một cái căn nhà nó ấm áp hơn, gọn gàng hơn. Thì cái không gian này nè, hai tụi nó sẽ sinh hoạt rồi giao phối với nhau. Còn lúc trước mình thả nó trong cái không gian rộng 1.300m² nè, nhiều khi tụi nó cứ đi chơi chứ nó thôi. Nó đi chơi chứ nó không có đập mái, để ra đẻ trứng không có cồ không à. Rất là đáng tiếc luôn. Rồi này quyết tâm cho nó đẻ, cỡ nào có cồ để em đi ấp ha. Rồi. Như đây là quá rộng rãi so với lại người ta rồi đó. Người ta chuồng nhỏ hơn nữa. Ok các bạn. Quên nữa, hồi nãy vô đầu clip quên hết đất cái cho nó sung ngày đầu năm thôi. Ở này đóng vậy khỏi cần gài cũng được nữa. Và đây mình hít đất cái nha, cho cả năm khỏe mạnh này. Ok các bạn, thì qua clip ngày đầu năm cũng sẽ chúc mọi người có một năm mới thật sự là thuận lợi ha. Mọi chuyện đều được hanh thông hết đó. Khỏe mạnh, có nhiều ý tưởng vui vẻ. Ok bye bye mọi người ha. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Nam Ngô Farm. Bye bye.